Tôi nghĩ rằng các hãng công nghệ khổng lồ đang làm điều khủng khiếp cho đất nước chúng ta, và đó sẽ là lỗi lầm lớn của họ. Họ đang chia rẽ. Họ đang cho thấy điều mà tôi đã dự đoán từ lâu. Tôi đã dự đoán từ lâu, nhưng người ta đã không hành động. Nhưng tôi nghĩ rằng các hãng công nghệ lớn đã phạm một sai lầm khủng khiếp và rất tệ cho đất nước chúng ta, dẫn tới các công ty khác sẽ làm chuyện tương tự. Nó sẽ tạo ra nhiều vấn đề và nhiều nguy hiểm. Sai lầm rất lớn. Họ không nên làm như vậy. Sẽ luôn luôn có phản ứng ngược lại khi họ làm như vậy. Tôi chưa bao giờ thấy sự giận dữ như hiện nay. Thật là một điều tệ hại. Và luôn luôn phải tránh bạo động. Chúng tôi có sự ủng hộ lớn lao. Sự ủng hộ có lẽ chưa ai từng thấy trước đây. Phải luôn luôn tránh bạo động. Vai trò của ông là gì trong sự kiện xảy ra ở Quốc hội? Trách nhiệm cá nhân của ông là gì? Nếu quý vị đã xem bài phát biểu của tôi, nhiều người đã xem. Tôi đã xem trên giấy và trên truyền thông, trên truyền hình. Nó đã được phân tích. Người ta nghĩ rằng những gì tôi phát biểu hoàn toàn thích hợp. Nếu quý vị xem những gì người khác nói, các chính trị gia cao cấp nói về tình trạng bạo động trong mùa hè, những cuộc bạo động khủng khiếp ở Portland, Seattle và những nơi khác. Những gì họ nói mới thực sự là vấn đề. Nhưng họ đi phân tích bài phát biểu, từ ngữ của tôi, đoạn văn cuối của tôi, câu văn cuối của tôi, và mọi người thấy điều đó hoàn toàn thích hợp. There's always a counter move when they do that. I've never seen such anger as I see right now, and that's a terrible thing. Terrible thing. And you have to always avoid violence. And we have tremendous support. We have support probably like nobody's ever seen before. Always have to avoid violence. What is your role in what happened at the Capitol? What is So if you read my speech, and many people have done it, and I've seen it both in the papers and in the media, on television, it's been analyzed, and people thought that what I said was totally appropriate. And if you look at what other people have said, politicians at a high level, about the riots during the summer, the horrible riots in Portland and Seattle and various other places, that was a real problem, what they said. But they've analyzed my speech and my words and my final paragraph, my final sentence, and everybody to the T thought it was totally appropriate. Okay, thank you. Will you just expect to be impeached?